trong lòng anh vẫn cứ mãi yêu thương sẽ không vỡ tan. Ngày em bước sang làm cho lòng tao khoe mi lệ. Mày nhìn cái gì? Mày chưa gây sự với tao à? Nhàn không học ý ra chỗ khác ngồi đi, để cho Nhung còn học nữa, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Tao thích ngồi ở đây đây, mày không thích thì đi vào kia mà học. Bao ngày qua anh gót nỗi nhớ theo mấy người chào đến. Nhàn, con học xong chưa mà đã ngồi chơi điện thoại đấy hả? Con học thì mẹ cũng phải để cho con có thời gian giải lao chứ. Học suốt con đau đau hết cả đầu đây này. Này, còn con kia, học cái gì mà học lắm thế? Tao bảo mày đi lau sạch cái bếp cho tao mà đã đi chưa? Dì ơi, dì cho con làm nốt bài tập này rồi con đi lau bếp được không ạ? Con cũng sắp thi rồi ạ. Vậy thì thay vì bữa trưa thì để đến tối ăn luôn một thể nhá. Con cái gì? Tao có đẻ ra mày đâu mà cứ con mới chả con. Mau đi làm cho tao luôn đi. Con mà học giỏi đến mấy ấy, mà sống như quả ấy, thì sau này cũng chỉ có nước đi làm ô xin cho người ta thôi, biết chưa? Nhàn, con học có mệt không? Này, uống nước cam đi. Ngon không con? Cứ thế nước mắt tuôn rơi. Cho con anh tổn biết tình yêu ơi. Này uống đi đã. Em từ rất lâu rồi. Để trong màn đêm của tôi lạnh lùng. Cái gì thế này Nhàn? Dạ. Con đi thi hay là con đi chơi đấy? Con mặc như này con làm sao được dưỡng? Thôi mà anh, con nó xinh đẹp như thế, hôm nay lại là ngày thi tốt nghiệp của nó, cho nó làm đỏ một tí có sao đâu. Mà trong quy chế thi ấy, người ta cũng có cấm đâu mà. Còn không như ai kia, đã xấu xí rồi lại còn không biết điệu đà gì cả thì mặc kệ đi. Thôi bố ơi, bố chở hai chị em con đến điểm thi đi ạ. Bọn con sắp muộn thi rồi ạ. Thôi, con ra đi với dì đi. Bố có việc gấp phải về công ty ngay, không đưa con đi được đâu. Xe đang đợi bố ở cổng rồi. Dạ vâng. Bố ơi, xin lỗi. Điểm thi của hai con cùng một chỗ mà. Con đi chung với dì. Không sao đâu. Anh cứ lên công ty lo công việc đi. Em sẽ chở hai con đi mà. Nhớ, công việc là quan trọng anh ạ. Anh đi. À mà này, hai đứa cố gắng thi tốt nhá. Ai mà đỗ tốt nghiệp ấy, và đỗ bất kỳ một cái trường đại học nào ấy, thì bố sẽ thưởng cho mỗi đứa một cái xe. Dượng hứa đấy nhá. Dượng hứa. Thôi hai đứa thi tốt nhá. Bố đi đây. Vâng anh ạ. Đi nhá. Vâng anh đi ạ. Chào Dư ạ. Chào bố ạ. Này con, mẹ con mình đi đến điểm thi trước đi, không muộn giờ mất. Còn con này đứng yên đấy, tí nữa tao quay về tao đón. Dì ơi, dì cho con đi cùng đi ạ. Đi cái gì cứ đứng đấy. Này con đội mũ lên. Thôi không đội đâu, hỏng cái tóc con. Ôi trời ơi. Ôi thế thôi để mẹ đội. Cháu bận, nên là cháu phải tự đi ạ. Dạ, thế thôi, bận bố mày bận cả ngày, đến đây chú đi ạ. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhá. Nhàn ơi, cậu cũng thấy mình đang lau nhà ạ? Cậu ăn uống đi, gứt gọn mà đi, tí mình còn dọn nữa. Tao là tao đang tập cho mày quen dần với cái công việc ô xin đấy. Nhà nói thế là như thế nào đấy? Mày đừng có mà mơ mà đỗ vào đại học. Xấu xí như mày thì sẽ phải đi làm ô xin cho nhà người ta thôi.
vẫn chưa có kết quả thi mà. Có biết là ai hơn ai đâu. Mày tự tin là mày sẽ đỗ chắc. Không có mùa xuân đấy đâu nha con. Cậu... Đợt này hai đứa mà nó đỗ đại học ấy, anh sẽ mua cho mỗi đứa một cái xe. Được rồi, anh cứ quyết thế nào để em nghe thế, có cái gì đâu anh. Hai đứa làm gì đấy con? Bố ạ. Mẹ ạ. Trên mạng người ta đang bàn tán xôn xao về kết quả thi tốt nghiệp vừa rồi đấy. Các con đã kiểm tra thế kết quả thế nào chưa? Điểm xét thế nào? Nhàn, con đã xem kết quả thi của con chưa? Mẹ cứ từ từ nhỉ. Kết quả không xem nó còn đấy. Cái gì cứ phải cuống cuồng hết cả lên. Cái con này. Con cũng chưa ra kết quả đúng không? Vâng. Hỏi đây. Con xem đi. Con trang này. Vâng. Xem kết quả đi xem như nào nào. Điểm trách thế nào? Đây đây, ui. Con được 44,75 điểm này. 3 môn đại học toán văn anh, mỗi môn được 8 điểm luôn. Nào, con. Kết quả con thế nào? Đưa lên mẹ xem nào. Còn con kết quả thế nào con? Cái gì thế này? Ôi dồi ôi, con thi kiểu gì thế này? Toán được có 1 điểm. Ngoại ngữ có 0,75 điểm. Tổng số 6 môn được có hơn 20 điểm thế này. Ôi dồi ôi, con ơi, thế này thì tốt nghiệp còn không đỗ nó gì đại học nữa. Trời ơi, sao con có xem nhầm điểm không thế này? Này, hay là người ta chấm sai điểm cho con đấy hả? Không nhầm đâu gì ạ. Sao mày nói thế? Tại hôm con đi thi, con thi cùng phòng với Nhàn. Hai môn toán với ngoại ngữ, Nhàn ngủ chứ không thi ạ. Mày im sâu với bà đi. Tao khiến mày bếp xếp à? Mày không nói có ai bảo mày câm không? Này, sao lại thi cử cái kiểu gì thế hả Nhàn? Ui giời ơi, chết mất thôi. Mày khó như quỷ, làm sao mà con làm được? Mẹ có giỏi mày đi mà thi. Ui giời ơi, cái con này, mày đi đâu đấy hả? Bố chúc mừng con. Bố sẽ mua cho con một cái xe chứ trước bố đã hứa với con. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Thì công ty của bố bây giờ đang gặp khó khăn. Bố mua cho con cái xe cũ thôi, không cần phải xe mới đâu ạ. Đi được là được ạ. Không sao, bố đã hứa rồi là bố mua được. Thật ra là... À mà thôi. Đi mà bố mua cho con cái xe cũ thôi. Nếu mà cả hai đứa đỗ thì không sao. Đằng này có một mình con đỗ. Rồi Nhàn nó lại... Thôi được rồi, con ở nhà đấy, để bố đi. Dạ vâng ạ. Nhung ơi. Dạ. Bố, đấy. Bố về rồi ạ. Thế nào? Đúng ý của con chưa? Đẹp quá bố ạ. Vẫn mới quá bố ạ. Thế là cũ lắm rồi. Cũng phải tạm tạm một tí chứ. Chứ mua cái nó cũng cũ quá ấy. Về năm bữa nửa tháng nó hỏng, đi sửa cũng chết. Bố, con cảm ơn bố nhá. Chỉ cần con học giỏi mà ngoan ngoãn ấy, thích cái gì bố cũng mua cho. Con đi thử đi. Vâng ạ. Sao cái mặt phải xị ra? Mày ghen với nó à? Ai bảo mày học ngu? Mẹ không còn câu nào tử tế hơn để nói với con à? Con mới là con gái của mẹ đấy. Con tao không được mua xe thì mày cũng đừng mơ dùng cái xe đấy nhá. Này, ngó nghiêng cái gì? Xe của người ta đấy, không phải xe của mình đâu mà cứ đụng vào đấy nhá. Sao mà mẹ cứ nói mãi nhỉ? Không phải xe của con thì con không được đi à? Hay con này.
Nếu mà mày thích ý, thì để tao bảo dưỡng mày mua cho cái xe khác nhá. Chứ tao cấm mày đụng vào cái xe này đấy. Còn biết rồi. Mà tao nhắc lại đây này, cấm được dùng cái xe này nghe chưa? Con này mày đi đâu ấy? Dạ, hôm nay con sang nhà bên ngoại con ăn sinh nhật ạ. Con xin phép bố rồi ạ. Mày xin phép bố mày rồi chứ mày đã xin phép tao chưa hả? Hay mày tưởng mày đỗ đại học rồi thì mày muốn làm gì thì làm đúng không? Hay mày coi như tao chết rồi đúng không? Dạ không ạ, con không dám như thế đâu ạ. Không dám thì đi lên nhà, lau dọn nhà cửa, giặt chỗ ga giường ấy, rèm cửa ấy đi. Rồi muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà con... Con cái gì? Đi làm mày cho tao đi lên. Cho mượn chìa khóa xe tí. Nhưng mà... Ôi dồi, Nhàn! Nhàn ơi! Trời ơi! Nhung, sao mày lại cho nó mượn xe hả? Dạ, bạn ấy cướp chìa khóa của con thì bạn đi đâu con không biết ạ. Ôi giời ơi, con rời đánh này khổ thân tôi đã bảo rồi ba. Thế này có chết chứ không mà rời. Trời ơi, đã bảo không được đụng vào cái xe này rồi mà. Lần sau đi phải cẩn thận nhá. Bà ơi, Nhung ơi. Ôi trời ơi, con cứ làm sao không ở nhà ăn. Con đâm vào người ta, cũng may là không sao. Nó đã sai, nó lại còn đứng dậy chửi người ta. Cũng may ấy, tôi đi bộ về đấy thôi vào tôi can ấy. Chứ không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Con có làm sao không? Có gãy chân hay gãy tay gì không hả con? Trời ơi, chết mất thôi. Ôi giời, xe cộ thì không có phanh thế này. Ông kiểm tra lại phanh đi nhá. Đi này có ngày chết người đấy. Khoai nhỉ? Rõ ràng hôm trước mua xe mình kiểm tra kỹ thế mà hôm nay không có phanh. Là mày cố tình chơi xấu tao đúng không? Nhàn nói như thế là có ý gì đấy? Mày đừng có mà giả nai nữa. Chính mày là người đã cắt đứt dây phanh để tao đi xe bị tai nạn còn gì nữa. Không phải con chứ Nhung. Bố, làm sao mà con tự hại mình được ạ? Đáng lý ra hôm nay con là người đầu tiên đi chiếc xe này sang nhà bà ngoại mà. Tối qua con xin phép bố rồi thế ạ? Đúng rồi. Không thể con lại tự hại con được. Thế thì là ai? Là mẹ đúng không? Không, không phải mẹ mà. Nếu không phải mẹ thì tại sao sáng nay mẹ lại cấm không được động vào cái xe đấy? Thì mẹ định hại chết con hay gì? Bây giờ mẹ ghét nó mà mẹ quay sang mẹ ghét lẫn cả con chỉ vì con không đỗ tốt nghiệp à? Mày im đi. Sáng tao đã bảo mày đừng có đụng vào cái xe rồi cơ mà. Sao mày còn cứ đụng vào, bây giờ mày còn kêu than với tao hả? Hóa ra là bà. Đồ đàn bà độc ác. Hôm trước bà không chở nó đi thi. Tôi bị bà con hàng xóm trách mắng và bỏ bê con cái. Tôi đã bỏ qua cho bà rồi. Hôm nay bà lại làm cái chuyện này nữa. Bà có phải là người không hả? Bố bình tĩnh lại đã. Ông ơi, thôi mình ơi, tôi xin lỗi mình mà. Dồi ôi, tôi cứ từ bây giờ tôi không dám làm cái chuyện này nữa đâu. Tôi không thể tha thứ cho bà được. Bà cút ra khỏi nhà tôi. Đi dọn đồ đi, đi khỏi ngay. Hóa ra mình đã tự hại bản thân mình rồi.